Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Food TV. Rất cảm ơn mọi người đã click vào xem clip của mình nhé. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ món cơm chiên, trứng mà nhiều bạn chưa biết nên chiên cơm trước hay chiên trứng trước. Chiên chín 4 quả trứng, cho cơm nguội vào xào đến khi hạt cơm săn lại, thêm bắp luộc, cà rốt, đậu Hà Lan, hành tây. Xào chín nguyên liệu, thêm nửa ký tôm và 2 thìa sốt cà ri sẽ giúp cơm chiên thơm ngon và cay nồng. Xào trong 1 phút, cuối cùng thêm hành lá, xì dầu vào xào nhanh vài lần là có thể thưởng thức cơm chiên tới chỗ đậm đà hương vị cà ri sảng khoái. Bánh đậu đỏ truyền thống Quảng Đông, thơm ngon, mềm dẻo ngọt và cách chế biến đơn giản, dễ làm. Chuẩn bị 30 g đường trắng, 120 ml nước ấm, 60 ml nước cốt dừa, 100 g bột rau câu, khuấy đều đến khi bột mịn. Tiếp theo cho vào chén đậu đỏ đã ngâm, đổ bột đã ủ trong 8 phút vào, đun nước, sôi và hấp trong 20 phút. Để nguội là bạn có thể dùng, các bạn nhìn, xem có đơn giản không, lại còn siêu ngon. Ở nhà có trẻ nhỏ, bạn nhất định phải làm, món thịt kho trứng này ngon đến mức, đến cả nước cũng được cúp sạch, không cần dầu, cho thịt ba chỉ vào chảo, chiên đến khi bớt mỡ, sau đó cho ra nồi. Thêm trứng cút, nấm đông cô ngâm, hành, gừng, hoa hồi, ít muối, hạt nêm, xì dầu, hắc xì dầu, sốt hào, ít đường phèn, nước ngâm nấm đông cô. Đậy nắp đun ở lửa nhỏ trong 30 phút, bạn thấy có đơn giản không? Món thịt kho mềm, thơm, ngọt nước từ thịt và nấm, ăn cùng với cơm nóng là trên cả tuyệt vời. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người thích video clip này, hãy cho video clip này 1 like và ấn dưới nút subscribe đăng ký kênh để xem thật nhiều video về món ăn mới của Food TV nữa nha. Cảm ơn các bạn.